Rồi, xin chào mọi người. Đây là những cái phôi mai mà lúc trước là khoảng nửa tháng trước là mình có vào phôi này nè. Hiện tại là giờ nó đã kéo sẹo, kéo nhựa và bén mầm rất là mạnh rồi. Mình quay lại cho mọi người xem. Đây là mình bó ra khu trồng phôi riêng biệt là mình bữa giờ trời bình định mưa nên mình có che chắn lại cho nó hết rồi. Đây, giờ cái cây hành thú này nó đang lên mầm này, khoảng nửa tháng anh em, nửa tháng rồi. Cây rất là sung cây nha. Đây, đang lên mầm ở đầu rễ này, lên các vị trí. Còn ở trên vách cát thì nó đang kéo sẹo lại, kéo nhựa này, nhựa cây này nè. Đây, nếu mà giờ mình ghép thì rất là tốt, bởi vì tại những cái điểm này nó đang có dinh dưỡng. Nếu mình đưa mầm ghép vào thì mầm ghép nó sẽ có dinh dưỡng mà nó ăn luôn. Cái này cũng vậy, có giờ nó lên mạnh hơn cây mai luôn, phú phơ đó. Có này nè, có mình trồng phôi nửa tháng mà có lên bao nhiêu đây mà cây mai chưa có lên gì hết, mới cái lên mấy cái mầm này. Nhựa đang kéo ở các vết cắt nha nè. Cái điểm này là nhựa đang thu hết rồi, thu sẹo rất là mạnh, tràn nhựa lên nè. Giờ là mình như thế này là mình có thể ghép được rồi. Này cũng dài nha anh em. Nhựa đang kéo. Đây là bên cái mầm. Mầm đang ra này. Rễ này đang bắn lên. Chỗ này là mình nghĩ nó chết rồi nhưng mà thiệt ra nó vẫn còn sống nha nè. Nó vẫn còn xanh nè. Nó sẽ ghép được nha. Dinh dưỡng trong vùng đất như thế này rất là nhiều nha anh em. Đây là những cái vết trầy hôm bữa mình làm cây bị trầy anh em, cây vẫn còn xanh nha.